Hi everybody, chào mừng các em đến với bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về telling time. Nó là nói về thời gian, cách chúng ta hỏi thời gian như thế nào, cũng như là cách chúng ta trả lời về thời gian ra làm sao. Vậy thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng học về những cái cấu trúc mà để hỏi về thời gian bây giờ là mấy giờ rồi chúng ta có này what's the time what's the time và các bạn lưu ý này chúng mình không phát âm là time mà chúng ta nói là gì time i time what's the time bên cạnh đấy chúng ta có thể có cấu trúc là gì have you got the right time have you got the right time hoặc là gì cái câu mà chúng ta hay sử dụng nhất đó chính là what time is it What time is it? Ok vậy thì chúng mình cùng review lại nhé sẽ có ba câu hỏi về thời gian là cái thứ nhất, What's the time? What's the time? Cái thứ hai, Have you got the right time? Have you got the right time? And the last one, what time is it? What time is it? Ok vậy thì khi mà sau khi chúng mình hỏi rồi, người ta trả lời hoặc là gì, một người nào đấy hỏi chúng mình, bây giờ chúng mình sẽ trả lời như thế nào này. Trong tiếng Anh chúng ta có hai cách trả lời về thời gian. Cách thứ nhất, các em sẽ nói số giờ trước rồi sau đấy đến số phút. Ví dụ như chúng ta có 2 giờ 20 thì sẽ là 2:20. 2:20. Cách thứ hai, chúng ta nói số phút trước rồi sau đấy mới đến số giờ. Tuy nhiên, chúng mình lưu ý này, nếu như mà nói về số phút trước thì chúng ta lại chia ra làm hai. Cái thứ nhất là gì? số giờ số phút hơn và cả thứ hai là số phút kém nếu như chúng ta có là gì hai giờ hai mươi có nghĩa là hơn đúng không thì chúng ta sử dụng the past ví dụ trong này có 20 past two là 2 là hai giờ hai mươi phút được chưa nào đó nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp là gì is two forty là hai giờ bốn mươi phút hay là chúng ta còn nói cách khác là gì 3 giờ kém 20 có nghĩa là 20 phút nữa mới tới 3 giờ thì chúng ta sử dụng từ true nhá. Ở đây sẽ là gì? 20 to 3. Được chưa nào? Vậy thì chúng mình nhớ hơn chúng mình dùng past và kém chúng mình dùng to. Trong cái trường hợp mà chúng ta có đây ở đây ví dụ đây là 3 giờ 6 phút. 3 giờ 6 phút thì khi số phút bé hơn 10 nhá. Thì với cái cách đầu tiên khi mà các em nói giờ xong rồi sau đấy nói đến số phút thì chúng ta nhét thêm cái chữ O này vào là gì? 306 Nếu như mà 2 giờ 8 phút chúng ta sẽ có gì? 208 Nếu như mà 1 giờ 5 phút chúng ta có cái gì nào? 105 Ok, đó Và cách thứ hai thì chúng ta vẫn nói số phút trước là 6 Rồi sau đấy hơn thì là past Và đây là gì? 3 giờ 6 phút thì chúng ta để cái số giờ cuối cùng này 6 past 3. Được chưa nào? Ok, nó làm lần nữa này. 2 giờ 20 sẽ là gì? Có hai cách. Cách thứ nhất là 2:20. Cách thứ hai là 20 past 2. Ok. 3 giờ 6 phút chúng mình sẽ có cách thứ nhất là gì? 3:06. Oh cách thứ hai là gì? 6 past 3. Very good. Cách thứ ba này, 2 giờ 40 phút chúng mình sẽ có cách đầu tiên là gì? Lại số giờ trước này. 2 số phút 40, 240. Và cách thứ hai, 2, 2 giờ kém 20, 3 giờ kém 20, chúng ta sẽ có là gì? 20, 3 Ok, vậy là chúng mình vừa được học về cái cách nói giờ nhé. Bây giờ chúng mình cùng luyện tập một chút này. Bên, à, trước khi luyện tập, cô có điều này muốn nhắn nhủ các bạn. Khi mà chúng ta có số phút là 15 này, 45 này hay là 30, nó sẽ được xếp vào những cái trường hợp đặc biệt. Ví dụ 15, chúng ta thay cái từ 15 phút bằng quarter. Trong cái cách học vừa rồi chúng mình vừa được giảng nhá, thì ở đây chúng mình có cái gì? Có cách thứ hai là nói số phút trước, rồi sau đấy đến số giờ đúng không? Nếu như trong trường hợp ở đây nó là gì? 2 giờ 15 phút thì chúng ta sẽ nói là gì? 15 past 2, đúng không nào? 15 past 2. Nhưng mà vì vì 15 minutes bằng với cả quarter, thế nên chúng ta thay cái từ quarter này vào vào đây, Nhớ, và chúng mình nói luôn là gì quarter past two được không nào ok tương tự nếu như ở đây nó là hai giờ bốn mươi phút có nghĩa là ba giờ kém mười lăm các bạn nhớ nhớ, cứ mười lăm thì chúng ta thay bằng quarter ở đây nó không phải là gì 15 to 3 nữa mà nó sẽ là gì quarter to 3 ok nào bây giờ chúng mình sẽ cùng xem xem ở uh, những cái ví dụ này Đầu tiên, 12 giờ đúng chúng ta sẽ có ra is 12 o'clock. Ok. 10 giờ 10 chúng ta có hai cách nói đúng không? Cái thứ nhất là chúng ta nói giờ trước phút sau là is 10 10. Hoặc là gì? Chúng ta nói phút trước giờ sau là 10 past 10. Ok. Tiếp 1 giờ 30 phút chúng mình lại có hai cách nói đúng không? Cái thứ nhất là nói giờ trước là 1:30. Số giờ trước rồi để đến số phút nhá. 1 30. Và cách nói thứ hai là gì? Số phút trước rồi đến số giờ này. Đáng lẽ là chúng mình sẽ có 30 past one đúng không? Nhưng mà cứ 30 phút thì nó bằng với cả half. Cứ 30 phút thì bằng với cả half. Thế nên chúng ta thay cái từ half đấy vào thì sẽ bằng half past one. Được không nào? Ok, tiếp. 2 giờ 15 phút thì chúng mình lại có cách đầu tiên là gì? Số giờ trước, số phút sau, đúng không? Đây sẽ là 2.15 Đấy là cách thứ nhất Cách thứ hai là gì? Số phút trước, số giờ sau sẽ là gì? Quarter past two Các bạn nhớ quarter bằng với cả 15 nhá Ok, vậy là ngày hôm nay chúng mình đã vừa được học về những cái cấu trúc Câu hỏi, hỏi về thời gian à, Bây giờ là mấy giờ rồi, đúng không nào? Và bên cạnh đấy, đồng thời chúng ta cũng được học luôn cả những cái cách trả lời Thì các bạn nhớ là chúng mình hãy xem lại video một lần nữa Cùng học thuộc những cái câu hỏi và cũng như là gì luyện tập cho thật kỹ hai dạng trả lời uh, nói về thời gian bằng tiếng Anh được không nào ok và các em nhớ là hãy truy cập vào trang web tiếng anh.com để làm thêm các bài tập phụ trợ nhé ok so see you